Sau bao nhiêu ngày dọn nhà, thuê chỗ mới thì chú Thím Bảy cũng đã có một buổi khai trương rồi cả nhà. Thì hôm nay khai trương cái món mới của chú Thím Bảy, người ta quan tâm vẫn là liên quan đến việc buôn bán vé số. Đặc biệt cả nhà ha, thì bán vé số thì là một cái nghề trong những cái nghề mà giúp kiếm tiền hàng ngày chuyện bình thường cả nhà. Một cái nghề xã hội cũng đáng tôn trọng bình thường. Nhưng mà để được những cái tờ vé số bán cho những người may mắn thì bản thân cái người bán này ít nhất họ phải có một cái tích đức gì đó, họ phải có một cái gì đó mà thiện, là họ có cái gì đó, cái tâm họ tốt, thì những cái gì họ bán ra người mua sẽ được an tâm và hy vọng sẽ có được trúng một tờ vé số để may mắn, để đổi đời. Đó, còn chú Thím Bảy mướn một căn mặt bằng rất là to lớn như vậy mà chỉ để bán vé số và làm những vấn đề liên quan đến những món hàng cũ, thì mình nghĩ nó cũng giống như những gì mà chú đã làm trong thời gian vừa qua, ví dụ như buôn bán bánh xèo hay là bán phở, bán hủ tiếu như cái nhà. Nói bình thường thôi, tại vì thị hiếu bây giờ khi người ta đi chọn những món ăn hay là họ chọn những cái món ăn để cho vào cơ thể cho cả nhà, thì tất nhiên họ cũng phải chọn những cái nơi nào đó mà uy tín, cái thương hiệu. Bình dân lắm thì họ chọn cái nơi quen, mà chú Thím Bảy thì là những cái nơi gọi là mới đến tại khu vực đó, thì mình nghĩ cái việc buôn bán nó cũng sẽ không có được nhiều và đông đúc như những gì lần đầu tiên người ta biết đến chú Thím Bảy qua là người em của cô nghệ sĩ. Thì mới đây trên một cái bài viết hay là một cái video hỏi về câu chuyện là có một người sẽ bỏ ra 300 củ để có được Thím Bảy, thì Thím Bảy trả lời như thế nào? Đó, thì Thím Bảy phải ứng kịch liệt nha. Không đâu, dễ gì, giá tôi không phải 300 củ đâu mà rất là giá trị. Cả nhà ha. Thì có thể nghe tới đây chắc không lo, nếu mà đang diễn ở Úc, nếu mà nghe được cái đoạn clip này chắc không bật cười cả nhà ha. Bật cười về cái câu chuyện mà nói về có người trả giá Thím Bảy 300 củ nha. Thì một chút xíu nữa đây mình và cả nhà nghe một cái đoạn clip có một người chị cũng chuyên phân tích về Thím Bảy và chú Bảy này, sẽ có một cái cách nói chuyện nó hay hơn mình cả nhà. Nhưng mà trước mắt thì mình đi cập nhật thông tin về chú Thím Bảy đã khai trương rồi. Và điều đặc biệt ngày hôm qua thì có một số thông tin là khi khai trương như vậy á, thay gì sẽ có rất là nhiều người ủng hộ chú Thím Bảy, dụ như là 1.000 đô hay là 300 đô gửi về để ủng hộ và để giúp đỡ thiện nguyện, rồi để khai trương cái lấy lộc. Nhưng hôm nay thì không thấy một ai cả nhà, không thấy một người nào giúp đỡ hết. Và đặc biệt hơn nữa là những người mà gọi là chung chí hướng, chung chiến tiến ấy, như cô Sáu hay là con Que, thì cũng không thấy léo hánh đến nhà của Thím Bảy, chú Bảy buổi khai trương này. Chắc họ đang bận việc bán bún bò và sao đó, hay là cái đồ hot của chú Thím Bảy không còn nữa, nên con Que nó cũng không có để mắt đến. Ngay cả bánh tét Phương Anh mà nó còn đạp một bên chàng cả nhà, huống chi chú thím bảy này. Mặc dù là giới truyền thông thì họ nói là yêu thương nhau, họ luôn che chở cho nhau, nhưng mình cảm thấy là họ đã có một sự sức mẻ ngay từ khi mà Thím Bảy dắt đứa con lên trên mộ cách đây khoảng vài ngày, không đi cùng chú Bảy nha cả nhà ha. Lần trước thì họ đi kè kè với nhau, đi đâu cũng có cặp có đôi, đi đâu cũng có họ có nhóm, nhưng lần này thì họ không thấy đi chung với nhau nữa. Và đặc biệt thì trong khoảng thời gian vừa qua không thấy cái bà cô gì mà lên tranh bồn ở nhà đi xếp tháp cùng Thím Bảy hay là cùng cô Sáu nữa, thì chứng tỏ là cái bộ này nó đang có những cái sự sức mẻ, hay là đang có một cái sự lục đục nội bộ mà chính trong nhóm họ sẽ tự hiểu với nhau, hay là có vấn đề mà buôn bán và ăn chia không đồng đều thì cuối cùng xảy ra xích mích là chuyện bình thường, kiếm sống mà cả nhà. Đó, bảo vệ bất chấp, hay là đứa con của bà Lâm Trinh Bồn đã lên tiếng rồi và đã bịt miệng bà này lại rồi, không cho bà phát ngôn nữa để trừ đường sống cho con của bà, thì đó là cái lý do mà không thấy cái bà Lâm Trinh Bồn này xuất hiện tại nhà của cô Sáu và thì bún bò. Và trở lại câu chuyện của Thím Bảy và chú Bảy, thì mời cả nhà cùng với kênh Dòng Sự Kiện nghe một cái đoạn clip rất là hay về Thím Bảy ngay cái ngày khai trương này.
mời cả nhà cùng theo dõi nha. À, nghệ sĩ Kim Tha với lại chồng lên livestream thì mình cũng coi cái livestream đó các bạn, thì cái điều đặc biệt là kêu Kim Tha có nói một câu là có người gạ tình kêu chỉ là bỏ chồng đi là cho 300 triệu nhắn vô cái message riêng của chị luôn, 300 triệu trước là để mà lấy chị. Chị nói không, không bao giờ, không bao giờ, như nó. Cái miệng trề cũng không thua gì miệng tôi, miệng tôi với bà trề giống nhau đó các bạn. Không bao giờ, 300 tỷ cũng không chịu, nói chứ đừng cái giỡn mát 300 triệu. Cái thằng cha nội nào cũng gan dữ gì trời. Cha nội nào vậy? 300 triệu. Người ta là cành vàng lá ngọc như vậy. 50 U50 mấy vậy, U50 60 vậy mà ông dám mua 300 triệu hả? Người ta 300 tỷ người ta chưa bán, ông dám mua, ông làm như hàng ở ngoài chợ Bến Thành vậy cha. Giống như mấy ông hàng Mỹ nó bốc phốt vậy. Nói trên trời bán dưới đất vậy, ông người lộn xộn. Thời buổi kinh tế khó khăn. Ông lấy tiền ông mua Bitcoin đi. Người ta kè mặt bằng người ta trả, người ta không có việc làm lum mà ông lấy tiền thì ông gạ cái bà này 300 triệu chi cho bả hạ nhục ông 300 tỷ cũng ấy, đừng nói lớn quá trường. Quỳnh Nga thời hiện đại nha các bạn. Ngày xưa thì có Quỳnh Nga của Trần Minh Khấu Chuối á, là công chúa Bích Dân đệ ký ký như cỡ chặt không giết tôi đi chứ tôi không thể bán chồng. Đây Quỳnh Nga thời nay các bạn ơi. Đúng. Chết mẹ không biết nói gì nữa. Giờ nha. Người phụ nữ của thế hệ mới làm ăn rất là phát tài nha các bạn. Một năm giờ nhà cũng cả 8 lần. Bán cả chục món hàng. Mà mỗi lần bán ra là cô Vân Tiên là ủng hộ ngàn đô mua. Mua lúc trước bánh xèo cũng vậy. Chính miệng của cô Thoa này nói là cô Vân Tiên ủng hộ 1.000 đô mua bánh xèo để mà từ thiện. Mà khi mà cô Vân Tiên ngưng mua rồi thì dẹp tiệm luôn. Vậy đó, mỗi lần ra là có cô Vân Tiên này ủng hộ 1.000 đô nha các bạn. Ủng hộ mua 1.000 đô, bút bồ gì cũng ủng hộ, mà ngưng ủng hộ là dẹp tiệm. Đặc biệt là cái chỗ đó, đặc biệt là cái chỗ đó. Còn hôm nay ra một cái chỗ mới quảng cáo là ngay cái ngã ba đường nha các bạn. Ngay cái ngã ba đường mà đèn xe mà cái đèn nó cứ chiếu vô cái quán vậy. Đắt lắm. Mấy cái quán vậy đắt lắm. Mấy cái nhà mà ở ngay cái đường mà ngã ba mà đường cuối đường các bạn, mà khi mà xe đồ đèn cái lúc nào nó cũng dội vô nhà các bạn á, mừng ăn khá lắm. Và bán đắt lắm. Hy vọng tại cái chỗ mới này ngay ngã ba luôn. Mỗi ngày 100.000 cái đèn xe hơi nó cứ dội vô nhà mình hoài á. Bán đắt. Đắt lắm, đắt nghĩa bóng nha các bạn. Thì hôm nay là bán phim nha, vé số. Vé số, tôi không có coi thường những người bán vé số nha các bạn, không bao giờ. Tôi rất là ủng hộ những người bán vé số. Nhưng mà hôm nay là những người này bán vé số thì tôi á là cái người chuyên môn mua vé số về Việt Nam. 14 lần về Việt Nam, lần nào tôi cũng mua, lần 10 tờ, 20 tờ, 5 tờ mua là tôi mua, mà mua không bao giờ dò ha, mua là tặng. Tại vì tôi mua vé số gì lòng trắc ẩn là gì, muốn giúp đỡ, về muốn ủng hộ cái người đó, cái người cầm cái tờ vé số thấy khuôn mặt thánh thiện dễ thương quá, coi như mình muốn giúp cho người ta một phần nào đó để người ta sớm trở về nhà, bán xong hết hàng về nhà. Tôi mua là về đó chứ tôi không mua tôi cầu may, tại tôi không có cầu mong trúng số các bạn. Tại vì trúng số là nó sẽ đổi cái cuộc đời của mình, sợ mình không có điều khiển được cái đồng tiền trúng số nó sẽ quật mình lại đó các bạn, cho nên mình không có cầu cái đó. Thì hôm nay là anh chị Bảy bán vé số. hy vọng là chúng an ủi. Hy vọng là chúng, chứ thường thường bán vé số là đem cái niềm may mắn cho cái người bán cái số luôn, nó cũng có một số các bạn. Các bạn giống như các bạn tâm thiện, tâm hiền, tâm lành, tâm mà đến nỗi mà ấy thì tự nhiên cái khiến cái tờ giấy số nó đưa cho cái người may mắn, chứ không phải tự động bán đâu, chứ không phải giỡn, cái đó không phải giỡn. Tôi được, tôi cho là vậy. Còn đây bán giấy số đi, hy vọng bán được nha. Cô Dân Tiên sẽ ủng hộ 1.000 tờ giấy số cho, rồi cô Nhiên ngừng thì dẹp tiệm lấy số luôn. Cái đó ý là mình nói như vậy đó các bạn.
khi các bạn mà sống mà thu phục được lòng khách hàng, thu phục được lòng dân, bạn bán ở đâu cũng có người mua, bạn ở thóc bà tó người ta cũng chen vô, người ta mua và người ta giúp đỡ, hay là người ta làm mọi thứ. Đó là cái cách sống, chứ không phải mà đi dời chỗ này mặt tiền này là thuận lợi, hay là mặt tiền này có người đông đúc, có người này nọ thì được đâu. Nó còn ẩn sâu ở cái chỗ là cái phước đức của cái con người đó nữa. Thì hy vọng là anh chị mày này buôn bán được, buôn mai bán đắt, và ở cái chỗ này hy vọng là nó lâu dài chút xíu. Chứ cái gì đâu, mỗi lần dọn nhà là mỗi lần cực khổ. Nghe nói tiền rent tới 60 triệu một tháng, hơn Mỹ luôn các bạn. Mướn hơn Mỹ luôn. Bên Mỹ mướn đâu có nhiều, đâu có bà vậy. Của chỗ của tôi là mướn một cái nhà có 900 đô à. Cái này tới 60 triệu lần. Thành ra hy vọng như vậy. Thì cái anh nào mà gả tình cô này á, cái anh này á, nên cẩn thận coi lại nha. Lem tiền đi mua Bitcoin. Bitcoin là tiền ảo, nhưng mà giờ Bitcoin gì đó còn đỡ hơn nha. Chứ người chồng coi như là tuyệt vời của người ta, vậy làm sao người ta bỏ được. Thấy chồng của chị là khi mà trang điểm sắp lên sân khấu không, quá tuyệt vời luôn, quá đẹp luôn. Lúc mãi là coi như là ngày xưa tôi hay coi những người trang điểm ở trong sân khấu đó các bạn. Tôi là bán chuối, tôi ăn cắp chuối má tôi cho mấy quân sĩ, cho vô cái cửa cánh gà ở trong á, để coi mấy người ta trang điểm thích dòm lắm. Thích dòm Châu Thanh, thích dòm Thanh Tuấn, thích dòm Thanh Tâm hay là Tài Linh lắm. Còn cái này tôi coi cái này trời ơi, giật mình. Sắp được hình tôi tưởng đâu là đi nhát ma người ta các bạn ơi. Mà lúc trước thì thấy thở lấy hơi lên dữ lắm, nhưng mà giờ thì thấy đỡ rồi hết ơn. Mà có một cái clip thì cô Thơ này đút yến cho anh này ăn rất là tình tứ nha các bạn. Nhà thì dời, nhà thì không có ở nha các bạn, nhà thì dời 5-8 lần, nhưng mà yến thì bao la, ăn yến cho khỏe thì mình cũng rất là vui mừng cho cái cặp vợ chồng này mà có một cái chỗ mới, buôn bán mua mai bán đắt. Và bán cái số online này nọ, bán số không có xấu các bạn ơi, không có xấu. Nhưng mà nếu mà tôi mua là tôi nhìn sắc mặt người bán mua, tôi nhìn cái thái độ và cái ấy của người bán tôi mua, chứ tôi không phải nói là mua để tôi trúng. Đó là cái ý của tôi là muốn mua vé số. Còn các bạn muốn mua số là chuyện gì, để các bạn cầu mai hay là hy vọng trúng gì thì có chuyện đó các bạn nha. Còn tôi mua cái số là tôi nhìn cái khuôn mặt người bán mà tôi mua nha các bạn. Và tôi không lựa số luôn, tôi mua mà tôi không dò luôn là tôi mua. Đó là cách tôi. Thì hôm nay có một vài là đúng rồi, khi mà nói lên cái vụ mà trong mấy cái tiệm bún bò đó, thì cô Sáu thì có khịa Hồng Loan là ruột dữ chưa. Tôi chỉ nói cho mấy người nghe cái này, ruột hay không á, không phải là Hồng Loan nó xạo, mà từ nhỏ tới lớn là ba nó đã nói nó ruột thì nó mới khẳng định là nó ruột thôi, chứ nó cũng chẳng biết nó ruột hay là nó nuôi nữa. Chứ không phải là nó xạo, nó biết rõ nó nuôi mà nó một hai nó nói là con ruột á thì mấy người hả nói. Đằng này nó từ nhỏ đem về thì ba nó là không cho ai nói con nuôi, thí dụ nha. Thì nó chỉ biết là nó vô nó hỏi ba nó luôn mà, thì ba nó con ruột nó tin vậy thôi thì nó nói như vậy thôi. Làm gì mà phải khịa cái kiểu đó, mà mình lớn mà khịa đứa nít lớn vậy đó. Bà gặp tôi khịa bà lại á. Rồi còn lúc mà live stream á thì anh chị Bảy, anh chị Bánh Xèo thì có người bình luận vô nói là sống ngược, nói là bà sống ngược vậy mà ai ủng hộ ai mua. Thì cô Kim Thoa này mới trả lời là đúng rồi, mấy người sống đúng lắm, mấy người dạy con, mấy người khi mà người ba mấy người vừa chết thì mấy người đuổi cả dòng họ ra ngoài đi thì đó là sống đúng đó, cái kiểu đó sống đúng đó. Mấy người cứ dạy con, mấy người sống kiểu đó đi, là Kim Thoa trả lời lời như vậy đó các bạn. Giờ tôi nói cho bà Kim Thoa biết luôn, tôi nói cho bà Kim Thoa biết cái này, làm ơn đừng hay xe về tôi đi, tôi bỏ lên Facebook nhà tôi là tôi muốn nói chuyện ở đây thôi. Mấy người xe về nói tầm bậy bạ là tôi bị đập tới thấy bà tôi nữa đó. Người ta cũng đã từng hạ với cái 10 lúc đầu, người ta nó cũng có thể là nó mua cho mỗi người một căn nhà ở rồi, nhưng mà tại lòng các người tham quá, các người đòi hơn nữa, cho nên là buộc lòng người ta phải đuổi ra ngoài, người ta phải nhờ pháp luật đuổi ra ngoài để mà người ta nhờ tới pháp luật. Tôi nằm trong cái trường hợp đó y chang như của Loan luôn. Khi mà cái nhà của tôi bên Việt Nam, anh chị tôi nắm cái cán đó các bạn. Tại vì tôi tên tuổi rồi, tôi không có, mà tôi chỉ có cái bằng chứng là tôi gửi tiền về để mà mua và xây lên căn nhà đó thôi.
mà bên kia không có chứng minh được là làm đồng tiền làm đâu ra mà để xây được căn nhà này mấy tỷ, không có cái bằng chứng thu nhập nào hết trơn á. Mà trong khi giấy tờ tôi gửi về là tiền gửi về là có bay biên nhận rồi có nhận tiền, có chụp hình này nọ, thì tôi mới thắng kiện. Mà tôi thắng cũng trong cách te tôi luôn, mà cái lúc mà tôi chưa thắng á, tôi cũng năn nỉ thôi bà ra đi cho tôi bán đi, dầu sao cái gì bà muốn gì tôi sẽ giúp, tôi sẵn sàng. Không, lúc mà ta cầm cán không, tới chừng mà ta đuổi ra rồi á, ta bán căn nhà, ta làm banh chành, tôi làm, tôi thà là cho chúng ăn, tôi bán banh chành bách chặt hết trơn á, thì sau đó xin lại 300 triệu. Tôi mới nói trước mặt bà chị tôi luôn, một đồng tôi không cho nữa. Lúc đầu tôi đã hạ mình, tôi năn nỉ bà rồi, mà bà mấy giờ tôi, bà không có đồng nào, rượu mời muốn uống rượu phạt, tình trạng giống như của Hồng Loan vậy các bạn. Người ta cũng đã thương lượng không chịu, đòi lấy thêm thì giờ ra ngoài thôi, chứ đừng có đem cái phiến diện vậy mà nói người ta, mà kêu người ta dạy con người ta lại. Bà trả lời kiểu đó, bởi vì sống ở đời á, nhiều khi cái thái độ quan trọng lắm. Trời, cái thái độ mấy người này là tôi là không thể nào mà tôi có thể giúp đỡ cái gì, là không phải là nói là cần ta cần sự giúp đỡ của tôi nha các bạn, không. Nhưng mà ý nói là sống ở đời làm cái gì thì người ta nói cái câu là phải có là thiên thời địa lợi nhân hòa, phải có nhân hòa, cái này không có nhân hòa. Rồi cái địa lợi hay lắm, mướn cái chỗ làm ăn mà ngay ngã ba đường đèn chiếu hoài thì cứ làm ăn đi đó, nói vậy. Thì tôi nói cho các bạn nghe, cho lần này tôi về Việt Nam á, tôi không thông báo ai đâu các bạn, tại tôi kẻ thù hơi nhiều, tôi nói cái gì nó hay quyện vô mặt tôi, miệng quyện vô khuôn mặt tôi các bạn, là coi như là giống như là nhân quả đãi rồi. Tôi nói cái bà tiên cái mặt trời, cái mặt tôi cũng như mặt heo, nói miệng bà kem tho chì, miệng tôi chì không kém gì bả các bạn ơi. Khi tôi ngủ miệng chì là chì dữ lắm, rồi một ruồi tôi cũng có, phượng nó có một ruồi tôi cũng có một ruồi, rồi cái gì tôi cũng có. Rồi trong bà tôi nói khi về Việt Nam á, hai người bán cái số tôi không bao giờ mua là con mẹ bánh xèo này với con trang hàng mà nó bán cái số hả, không ai mua nó điệt, ủa nó điệt cho bà coi, điệt mẹ mày mua rồi sao mày biết chúng. Tôi nói trời, nhiều khi tôi nói Trang ơi Trang, tao mua chắc không trúng đâu, điệt mẹ mày chưa mua mày lấy gì mày biết trúng, mua thử đi trúng không, trúng cái đầu tôi. Cái người bán cũng là quan trọng lắm chứ không phải giỡn. Cái mặt mày vậy mày đem tài lộc chưa, ai có cái tài lộc, người ta không mua mày điệt người ta thấy bà nội người ta luôn á, thì nó cũng quyện như tôi các bạn. Tôi chửi nó điệt, nếu mà tôi hổng là tôi cũng điệt các bạn, tại tôi ăn hột mít đủ mà tôi điệt tâm lắm đó. Đó là nó quyện vô. Lần này về Việt Nam tôi không dám báo cho ai đâu các bạn ơi, tôi kẻ thù nhiều quá. Lần trước tôi về người ta hâm tôi là bà về đi sẽ có một thúng sầu riêng đợi nghe bà ở sân bay, là tại vì tôi quật ông Năm Sầu Riêng, ông Năm Sầu Riêng là fan của ông quật tôi. Còn đợt này tôi có kẻ thù nhiều quá, fan của Lý Nhã Điệu nè, trời ơi tôi cầm cái gì, tôi cầm cái đó hả trời ơi, cười kiểu vậy đó. Lý Nhã Điệu cười kiểu vậy đó, cười mà khổ, có ai cười mà khổ, trời ơi, sợ tét chỉ á, sợ mà đứt cái chỉ vàng ở trong là gì các bạn. Rồi fan của bánh xèo nè, rồi fan của cái lần mà mình nói cô tiên 178 tỷ á, trời ơi, fan hộ hâm mình quá trời luôn, giờ mình sợ lắm, giờ mình Việt Nam mình trốn nha các bạn, mình không báo ai biết nha các bạn, không có ngại tôi bị bột thôi các bạn ơi, thành ra tôi núp vậy nha. Nhiều thôi. Nói nhiều cũng bị chửi đúng rồi. Bye.